Đúng rồi, chúng ta làm bể bơi nhá. Làm bể bơi cho búp bê bơi nhá. Đúng rồi. Đây là bể bơi mini đấy. Bể bơi đấy. Ui, bể bơi có gà đến nè. Gà đến, gà thích. Ơi, cho búp bê tắm đi. Cho búp bê tắm. Bể bông. Cho búp bê tắm vào bể bơi đi. Nào. Tắm. Con nhỏ lỡ chết. Tắm cho búp bê đi. Không có gì đâu. Búp bê này có tóc đẹp nhờ, có tóc màu hồng này các bạn này, để tôi gội đầu cho búp bê nhá. Đấy. Đúng rồi, xong rồi. Mình mấy con này nhiều. Búp bê tắm rồi, con này sạch quá rồi. Để ra ngoài nhá. Cho búp bê, các bạn tắm cho búp bê đi. Búp bê tắm đấy các bạn ạ. Bạn anh Xuân và bạn Vidian đang tắm cho búp bê đấy. Còn đây là bể bơi mini, các bạn ấy làm cả buổi sáng mới xong đấy các bạn ạ. Các bạn ấy giỏi thật đấy. Các bạn ấy còn tắm cả búp bê, cả lá đu đủ nhờ. Bể bơi sạch quá các bạn ơi. Đúng rồi. Bạn Vidian đấy. Bạn Vidian đang làm gì bạn Vidian ơi? Đang gội đầu cho em này. Đúng rồi, bạn gội đầu cho em bé búp bê nhờ. Em bé búp bê có tóc lai đấy, tóc lai màu hồng đấy. Lúc nào búp bê tắm xong, xong thì chúng mình lau bằng lá đủ nha. Đúng rồi. Lau người. Thôi cho búp bê ra ngoài đi, khỏi búp bê lạnh. À, tạo chơi ở trong đại dương nào các bạn ơi. Đấy, thuyền đang ngồi búp bê các bạn nhờ. Bạn đi du thuyền đi. Cho búp bê chơi thuyền ở trong bể bơi nhờ các bạn nhờ. Bạn tắm gội đầu ở đằng này nhá. À, rửa mặt và lau người cho búp bê, của búp bê hôi nhá. Đấy, búp bê đang tắm đấy các bạn ạ. Con sẽ xong búp bê này, cứ cởi hết quần áo rồi, mặc quần áo cho búp bê đi. Qua các bạn ơi. Đấy, bạn đi xuống, gội đầu cho búp bê đi. Búp bê nằm mát quá. À, có kia là chú bò các bạn ơi. Chú bò đang luôn nhớ người yêu ấy. Đấy, chú bò kia là chú bò bên cạnh là chú vịt đấy. Bạn anh xuống rồi. Bò trong tiếng Anh đọc là gì? Đúng rồi. Còn vịt đọc tiếng Anh là gì nhở? Đúng rồi. Vịt màu gì bạn anh xuống? Màu trắng. Màu trắng tiếng Anh sẽ là gì? White. Đúng rồi. Kia là chú bò và chú vịt đấy. Kia bạn bò bạn vịt, hai bạn đang chơi với nhau, đang nói chuyện mà tối đi tập thiếu niên đấy các bạn ạ. Hai bạn ấy giỏi quá. Đấy, bạn vịt đang ăn đấy, bạn vịt đang ăn cỏ các bạn nhờ. Tôi đến gần xem bạn vịt nhá. Xem bạn vịt ăn cái gì nhá. Đấy, bạn vịt đang ăn cỏ. Bạn vịt giỏi quá. Còn bạn bò đang nghĩ. À, còn đây là chú gà con đấy các bạn ơi. Đây chú gà đang lên đi tìm thức ăn đấy các bạn ạ. Giỏi quá. Kia là xa xa chú gà đấy. Kia là gà mẹ này, còn các con này. Đấy, chú vịt đang đi đến chơi với chú gà. Bạn giỏi nhờ. À, đây có một chú gà này các bạn ơi. Đây chú gà nè. Giỏi quá. Chú gà tiếng Anh phát âm là gì bạn anh Xuân? Bạn Vidian vẫn đang tắm mà, chưa sạch à? Búp bê đấy.
À sạch rồi. Nhờ, hai bạn giỏi quá, biết làm cả bể bơi mini cho búp bê tắm đấy. Cái bể bơi là bằng tí tiền. Đúng rồi. Mát nhờ các bạn nhờ. Còn bây giờ chúng mình đang ngồi uống bê. À chúng ta thôi tắm xong rồi. Khỏi bị viêm phổi đấy. Cho ra của búp bê lạnh nào. Các chúng ta nấu búp bê đi. Ừ. Nào nấu người cho búp bê nhá. Nào chúng ta nấu người búp bê bằng nấu đu đủ nhá. Đấy, hai bạn đang nấu người nấu đu đủ búp bê đấy. Hai bạn ấy giỏi quá. Đây là bạn anh Sún. Còn đây là bạn Vidian. Thuyền đi, bơi nhá. Đúng rồi. Đúng rồi. À chúng ta lấy hộp kem làm thuyền thúng đi. Hộp kem làm thuyền thúng đấy. Đúng rồi, kia có một hộp với các bạn anh xuống đấy. Nào chúng ta làm hai con thuyền chở sỏi nhá. Cho sỏi chở đi. Đúng rồi. Thôi được, hai con thuyền. Thế thôi bạn ơi, cho sỏi vào đi để chở. Cho một mỗi bên một viên sỏi nhá. Cho thuyền đấy, thuyền đang lênh đênh trên bể bơi đấy. Đấy, thuyền đấy. À, cho thuyền chở bật nửa đi. Bạn cho bật nửa vào đây đi. Cho bật nửa vào thuyền đi bạn. Đây nè bạn ơi, cho bật nửa vào đây nè. Bạn ơi. À, cho búp bê lên thuyền nhá. Để đi trên đi tắm nhá. Kia có một chú búp bê đấy. Bạn ơi, thêm một người nữa. Đúng rồi. À, tôi phát hiện có một chú siêu nhân màu hồng các bạn ơi. Chúng ta cho siêu nhân vào tắm cùng búp bê nhá. Siêu nhân nè, em. Ôi, thuyền chở được nhiều nhờ. Thuyền chở được nhiều búp bê quá. À, chúng ta cho búp bê lênh đênh trên biển nhé. Em. Còn đây là thuyền. Đây là thuyền thúng nhờ. Đây thuyền thúng tròn đấy. Thuyền thúng tròn nè. Ai thuyền thúng. À chúng ta gội đầu cho búp bê đi. Chúng ta gội đầu cho búp bê nhá. Để nước gội nào, bạn để nước gội nào. Rồi. Đây, gội xong rồi. Rồi tiếp một búp bê nữa nhá. Em bé búp bê nữa này. Bạn Long Pèo đang tắm cho búp bê đấy các bạn ạ. Để tôi rửa chân cho búp bê nhá. Búp bê ngồi không rửa chân nhá. Búp bê ngồi kiểu này không rửa chân nhá. Đấy. Để tôi rửa chân búp bê nào. Đây là siêu nhân. Chúng ta gội đầu siêu nhân nào. Bằng nước hay không anh? Chúng ta tắm siêu nhân này. Siêu nhân. Bằng nước đã. Bánh xuống ơi, bà tắm búp bê là bánh xuống. Bánh xuống đẹp trai quá các bạn ạ. Khi là bạn bằng tơ nhá, bạn bằng tơ đi về rồi. Ôi, con này xong rồi nhá. Siêu nhân xong rồi. Con siêu nhân ra nhá, phải siêu nhân ốm nhá. Bơm đấy các bạn ạ. Bây giờ tất cả các bạn. Đúng rồi. Còn nước rồi. Ở đây nhá. Nào, cho nước bật thuyền đi. Nước bật thuyền nhá. Nước bật cầm. Rồi, nước bật thuyền các bạn ơi.
Ủa, nó bốc về đấy. Hôm nay bốc nước nha. Ủa. Đây cái xô bốc nước này. Thêm một cái xô nữa. Có hai người nữa.